Đây. Where are, sorry, where is nha. Where is the bed? Tại sao chúng ta dùng đáp án, chọn đáp án A mà không chọn đáp án B? Tại vì chỗ này, đây, chính là chữ is là số ít nè. Vì ở đây nhìn đây là câu trả lời là is on the table là câu trả lời đúng không? Thì is này ở dạng số ít. Ở số ít thì chúng ta sẽ dùng là is. Chừng nào số nhiều thì chúng ta mới dùng. Chừng nào số nhiều thì chúng ta mới dùng là đâu? Câu A nha. Bạn Phương Linh tắt mic giùm cô. Rồi. Nhớ nha. Nè các con để ý không? Chỗ này nè. Phải S nè. Chỗ này phải S là dùng Y chứ. Đúng không? Rồi. Ok. Câu 2 chọn gì đây? Câu 2 chọn đáp án nào? A or B? Dạ thôi. B. Dạ thôi, con chọn đáp án nào? B. B. Ờ, tại sao? Đúng rồi, có chữ this nè. Đúng không? Rất là nhiều dấu hiệu luôn. Ví dụ như chữ this nè. Là chữ shoes nè, đúng không? Shoes là số nhiều nè, đúng không? Đây có S. Và ở chỗ này nữa nè là đây. Đây là số nhiều luôn. Là chúng ta phải dùng R. Đúng rồi, câu B. Ok. Are the her shoes? No, they aren't. No, they aren't. Rồi, number 3. Câu số 3 chọn đáp án nào đây? A or B? Các bạn A or B? Trả lời cô. B. Câu số 3 B. B. Sai. Ai. Is. Rồi, Minh Ngọc chọn đáp án nào? Is. Đúng rồi, tại sao chọn is? Chọn câu A nè. Tại sao mình chọn câu A mà chúng ta không chọn câu B? Mình chọn câu A. Không, chọn. Bạn Phương Linh nè, tắt mic nè. Câu đi con. Tại sao chúng ta dùng câu A mà chúng ta không không chọn câu B? Tại vì sao? Bạn nào giải thích giùm cô rồi. Bạn nào giải thích giùm cô tại sao chúng ta chọn câu A mà không là câu B? Phương Mai trả lời giùm cô. Con nói cô ạ. Bởi vì là có chữ Mai, Mai có chữ is ạ. Ừ, Mai. Mai không phải là Mai có chữ is đâu con. Mình nhìn chữ chủ từ brothers này là gì đây? Brother là số ít, tại vì sao không có s, đúng không? Vâng ạ. Đúng rồi. Khi nào mà brothers này mà cô thêm chữ s ở phía sau nữa thì các con sẽ chọn đáp án B nha. Hiểu không? Khi nào chữ brother có s thì chúng ta sẽ chọn đáp án là B là R. My brothers are happy, tại vì nhiều anh trai ha. Có nhiều anh trai thì chúng ta phải dùng R. Còn khi mà my brothers mà không có s này, thì chúng ta sẽ chọn câu A là is, chỉ có một anh trai thôi. Nha. Yeah. Ok, các bạn đợi cô một tí nha. Nha, cô có điện thoại. Rồi, ok.
Number four. Ok, number four chọn đáp án nào đây? B. B. Rồi. Bạn nào chọn đáp án khác không? Các bạn nào chọn đáp án A không? Minh Ngọc, con chọn đáp án nào? B ạ. Gia Huy, con chọn đáp án nào? Câu 4. B. Ok. Rồi, tại sao các bạn chọn B nè? Giải thích cho cô. Why do you chose B, not A? Why do you chose B? Tại sao các bạn chọn B? Minh Ngọc, sao con chọn B nè? Minh Ngọc sao chọn B nè Minh Ngọc? Con chưa có câu trả lời ạ. Ờ, con chọn mà con không biết câu trả lời ạ. Huy, sao Huy? Sao chọn B vậy? Why do you chose B? Sao Huy? Sao con chọn đáp án B? Phương Mai? Con cơ là bởi vì có chữ. Thanks. Tại vì sao? Thanks hả? Ờ, được không? Phải nha. Đây, how are you? Đây, đây là lý do mình chọn câu B đây nè, chữ you. Đúng không? Bởi vì chữ you á là bạn, khi hỏi bạn á thì là mình là hỏi về người khác đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn là câu B là are, how are you. Từ nhỏ thì các bạn đã thuộc lòng cái câu này rồi, cô biết là cái câu này là cái câu mà để mình từ những câu vở, câu học vỡ lòng đúng không? Câu này là khi mà chúng ta bắt đầu học tiếng Anh là chúng ta đã học câu này rồi. Ha. How are you? Bạn có khỏe không? Bạn như này như nào? Ok. I'm very well. Tôi rất khỏe. Cảm ơn. Đúng rồi. Khi mà câu này là câu nằm lòng rồi các bạn học thuộc ha. Các bạn không phần học thuộc các bạn cũng nhớ nữa. Vậy câu này là khi mà bắt đầu học tiếng Anh chúng ta đã bắt đầu tiếp cận rồi ha. How are you? Và chữ you này là chúng ta phải dùng câu are nha. Chữ you này không đi với y. Khi nào chữ y này thì mình sẽ nói là he, she và it ha. How is she? Cô ấy như thế nào? How is he? Ha, chữ y này chỉ đi với gì đây? Chữ y này chỉ đi với gì? He hoặc là she hoặc là it nha. Còn chữ a này á thì các bạn phải đi với từ gì đây? Khi mà dấu hiệu là you hoặc là they hoặc là nha. How are you or how are they? Nha. Yeah. Ok. Hoặc là cho một cái hai người. Số nhiều. Nói chung là số nhiều đó. Số nhiều. Còn ở trên là số ít ha. Cô ghi là số nhiều. Còn ở trên đây là chúng ta sẽ số ít ha. Thì chúng ta sẽ dùng is nha. Các bạn phải nhớ nha. Đây là cấu trúc rất là căn bản. Is là đi với số nhiều, y là đi với số ít, còn are là đi với số nhiều, ok? Rồi, number five, day gì đó, on the bed. Rồi, A or B các bạn? Nhìn vào B. Đây trả lời cho cô. B, đúng rồi, chính xác, câu B. Day là số nhiều đúng không? Chọn A, tôi chọn B, sorry. Rồi, bài số 2 nè. Rồi bây giờ bài số 2 là reorder these words to have correct sentences. Giờ các bạn sẽ sắp xếp lại những cái từ này để cho nó thành một cái câu đúng. Rồi câu số 1 bạn nào sắp xếp lại cho cô. Câu số 1 bạn nào sắp xếp lại. Quỳnh coi nào, Quỳnh sắp xếp cho cô câu số 1 coi. Bạn Quỳnh.
bật mic lên trả lời. Mic lên trả lời. Bạn Quỳnh, cô mời bạn Quỳnh mà con không trả lời à? Bật mic lên nào. Con cho cô là sắp xếp lại câu này coi. Câu số 1 nè. So is my sister. Chính xác ha. Rồi. Chúng ta sẽ là dùng câu là does my sister có nghĩa là gì? What it mean? Nghĩa tiếng Việt là gì nè? Nghĩa tiếng Việt là gì? Biết không? Quỳnh. That's my sister. Không biết hả? Mày học rồi mà con. Sister nghĩa là gì? Sister chị ạ. Là em gái hoặc là chị gái. That's là đó. Kia. Kia là chị gái của tôi, thằng đằng đó là chị gái hoặc em gái của tôi. Rồi, number 2, Phương Linh. Con chỉ có con đọc. I can see the pool. Đúng rồi. I can see có nghĩa là gì nè? The pool. Nghĩa là gì? Đây là wow. Phải đây là không? I can see có nghĩa là sao? Đây có phải là quả bóng không ạ? Không phải con. I can see the ball có nghĩa là tôi có thể. I can, tôi có thể nhìn thấy những quả bóng nha. Rồi, đọc lại cho cô. Tôi có thể nhìn thấy những quả bóng. Tôi có thể nhìn thấy những quả bóng. Rồi, can là có thể nè. Can có nghĩa là có thể. See là nhìn. See là nhìn. The balls. The balls này có S ha. Thì là số nhiều. Thì là chúng ta sẽ dịch là những quả bóng. Ok. Rồi, number 3. Câu số 3. Sao Huy? She's a teacher. A teacher. Có nghĩa là gì nè, Gia Huy? Cô gái làm giáo viên. Đúng rồi, cô ấy là giáo viên. Chúng ta sẽ dịch là cô ấy nha. She là cô ấy là một giáo viên. Rồi, number 4. Number 4, cô mời một bạn Phương Mai đi. The gì nè? What? Rồi, the. Để đọc lại cho cô. The. The gì? Tiếp theo là từ gì? The that to. Là từ bẹt. Bone. The bone, đúng không? The bone, đúng không? Rồi, the bone. It is the goat. Đúng rồi, chính xác. The bone is in the goat. The goat. Yes, goat. Rồi, chính xác ha. Dịch có nghĩa là gì nè, bạn Phương Mai? Đây.
Dịch ra cho cô, dịch ra cho cô nào. Tôi không biết gì câu này. The ball is in the goal. Giang Huy dịch cho cô nào, Giang Huy. Sao con sắp được mà con dịch không được dạ? Sao con sắp được mà con dịch không được? Kỳ vậy. Quả bóng ở trong cung thành. Đúng rồi, quả bóng thì nằm ở trong cung thành. Đây, is in nè, is có nghĩa là ở trong nha Phương Mai. The wall có nghĩa là cung thành nha. Ok, tiếp câu số 5, Minh Ngọc. Con đưa câu trả lời là my living room. My living room in the In the mother. In the mother. Sai, chưa đúng. Tại sao là my living room được? My. Đọc lại đây nè, chưa đúng nè. Sắp lại đi. Mother in. My mother là gì nữa? In. Is. Phải is đấy chứ. Is in the living room. Đúng rồi. Câu này Minh Ngọc lúc hôm bữa làm cũng sai nha. Cô nhớ là Minh Ngọc sai câu này nè. Ôi. Minh Ngọc ghi là my living room is in the mother. Có nghĩa là gì? Mẹ, căn phòng của tôi hả? Thì ở trong mẹ hả? Tại sao căn phòng ở trong mẹ được? Mẹ đã ở trong căn phòng khách mới đúng chứ. Tại sao cái căn phòng lại ở trong mẹ con? Con dịch con bị ngược á. Nha, chú ý cho cô nha. Mình phải hiểu nghĩa của cái câu này. Mình khi mình nhìn vô thì khi làm câu này, dạng bài này, chúng ta phải là hiểu nghĩa của nó trước rồi chúng ta mới sắp xếp được nha. Chứ chúng ta không thể nào mà nhớ được. Cô thường dạy với bạn là my living room, đúng không? My living room, my bedroom. Các bạn đi thi thì các bạn cứ nhớ vậy thì đâu có được, đúng không? Các bạn phải hiểu nghĩa của nó, xong rồi các bạn mới sắp được nha. Rồi, Minh Ngọc đọc lại cho cô câu này đi nè. Ở đây cô chân đọc bài my mother is in the living room. My mother is, chứ này là is chứ không phải is nha. Is in the living room. Rồi, number 6, câu số 6. Câu số 6 nào. Câu số 6, bạn Phương Linh đi. Con thưa cô giáo con đồ. I want to school, I want to bike. Rồi, chính xác. I go to school by motorbike. Có nghĩa là gì nè? Tôi đến trường bằng xe máy ạ. Ừ, đúng rồi. Rồi, câu số 7 này, number 7. Number 7, bạn nào làm? Bạn nào muốn làm? Number 7. Giao Huy đi. Sao Huy, number 7. On the hairbrush. On the hairbrush. Rồi, có nghĩa là gì nè? Có nghĩa là gì con? Có nghĩa là gì con? Sao Huy, thầy có phải những chiếc váy Adi Herbres đó có phải là cái đầm của cô ấy không, cái váy của cô ấy không nha. Yeah. Ok rồi, number 8, bạn nào làm? Phương Mai. This is
my grandma. This is my grandma. Grandma hay grandpa? Grandpa. Rồi, có nghĩa là gì? Đây. 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 Là grandma. Grandpa. Cái gì con? Đây là ông. This is my friend Tha, có nghĩa là sao? Anh không biết gì. Ồ, sao không biết dịch nè? Grandpa có nghĩa là ông. This is có nghĩa là đây là, my là của tôi. Đây là ông của tôi. Câu này đơn giản mà, sao con không dịch được? Dịch lại. Đây là ông của tôi. Ok. Rồi. Rồi bây giờ qua bài số 3 ha, fill in the blank. Nghĩa là các bạn phải điền những cái từ thích hợp vào ô trống nha. Điền thích hợp vào ô trống. Rồi câu số 1. Bạn nào điền cho cô? Minh Ngọc. Minh Ngọc điền cho cô câu số 1 coi điền từ gì nào đây. Con điền từ here. Ừ. Chữ cuối cùng here. Chữ đó là chữ mình đọc là hand, bàn tay. This is my hand. Rồi. Khi mà các bạn đọc điền vào, các bạn phải đọc nguyên câu này cho cô nữa nha. Minh Ngọc đọc lại thế nào. Con vừa trên đọc bài. This is my hands. Where? There are. There are. No, not the con. There. Cô nãy cô đọc nhầm. There. There, they are. Fingers. Okay. Rồi tiếp nào. Number two điện từ gì đây? Quần. Number two điện từ gì đây bằng quần? Con thương con là it is my heart. Cái gì vậy ta? Con số 2 mà. Có chú ý không? Nãy giờ có chú ý con không? Con số 2 là it is. Cái này điền từ gì đây? Điện từ gì trong mấy ô này? Từ is that. Chưa đúng. Bởi vì cái này đã có y rồi nè. Is phải s là is y rồi. Đúng không? Đây. Is mà phải s ở đây thì bằng với is y. Rồi. Chúng ta điền từ un nha. Tại vì sao điền chữ anh con? Tại vì sao điền chữ anh? Vì sao điền chữ anh nè? Quên. Chưa xong mà tắt mic rồi con. Tại sao điền chữ anh? Bạn Quỳnh có tập trung không? Tại sao điền chữ anh? Con thương cô là tại sao điền chữ in nè con, điền mà con giải thích được không?
Sao? Bạn nào giải thích được nè, tại sao để mình điền chữ in mà không là điền chữ ờ hay từ khác? Phương Mai giải thích giùm cô coi. Nghe nào. Con không biết giải thích. Gia Huy, tại sao mình điền chữ in nè Gia Huy? Con vì từ eraser nó là chữ từ. Sao con? Chỉ vì chữ eraser là sao? Này nó là chữ từ. Nó là chữ từ. Rồi sao nữa eraser là chủ từ hả? Phải chủ từ không? Nó là danh từ mà. Chủ từ là cái này. Chủ từ là is nè. Chủ từ là chữ is nè, thấy không? Đây. Chủ từ là is. Trợ động từ là chữ is. On. Tại sao cô hỏi là tại sao chúng ta điền chữ on mà không là điền chữ ờ nè? Nè, ở đây có chữ ờ nè, thấy nè. Tại sao chúng ta không điền chữ ờ mà điền chữ ần? Bạn Huy giải thích được cho cô không? Tại sao? Rồi, bạn Minh Ngọc giải thích được cho cô không? Tại sao mình điền chữ ình con mà không nó điền chữ ờ? Vì có chữ ân. À nhỉ, đợi vì có chữ. Cái chữ is. No, rồi, này nha. Tại vì nó đứng trước chữ on này nè. Khi mà chúng ta dùng on, khi này chúng ta dùng ờ, đó là một cái đó là một cái bài học mới nữa ha. Khi chúng ta dùng on là khi nó đứng trước nguyên âm. Nguyên âm là chữ nào? Nguyên âm là đây, nguyên âm thì gồm có chữ là cô có câu thần chú nha, các bạn nhớ câu thần chú này nha. Câu thần chú này là anh em ông ú ì ha. Khi mà đứng chữ a, chữ I, chữ O, chữ U ha. U hoặc là chữ I ha. Ok. Chữ I nữa ha. Thì chúng ta phải dùng ần trước nó nha. Tại vì cái là nguyên âm. Còn đứng trước phụ âm là những chữ còn lại. Phụ âm ha là những chữ còn lại ha. Là như chữ table đó, bạn thấy không? Chữ table thì chúng ta ở table thôi, đúng không? Đây, ví dụ chữ table nè, thì chúng ta ghi là a table, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà chữ quả cam là gì? Đứng trước là orange. Đây, orange. Thì chúng ta phải dùng là chữ an nha. Tại vì nó đứng trước nguyên âm thì chúng ta phải dùng chữ an nha, các bạn lưu ý. Rồi, câu số 3. Câu số 3 điền từ gì đây? Phương Mai. Yes. This. Hả? Is this. Chữ yes đúng không? Yes. It is. Ok. Đúng rồi, chúng ta điền chữ yes ha. Rồi câu số 4 điền từ gì đây? Linh, Phương Linh. Con ơi cô là đứng trước gì nè? Where
There is. Rồi đi chữ đây. Ờ. Đúng rồi, chữ ờ, đúng rồi đây. Rồi, chữ ờ, tại sao chúng ta điền chữ ờ mà là không ẩn là chữ ẩn ha? Chữ ờ là khi nó đứng trước chữ này là phụ âm. Chữ p nè, là phụ âm nè. Nè, ok. Thì chúng ta sẽ điền chữ ờ nha. Khi mà đứng trước những âm này thì chúng ta sẽ dùng là chữ ẩn. Anh, em, ông, u, y. Ok. Rồi, chữ chữ số 5, number 5, điền từ nào đây? Minh Ngọc. Điền chữ. Điền chữ. Ít ạ. Where is, chứ cái chữ này mình đọc là is nha, không là chữ is nha con. Where is your book? Câu 3 của cô đã làm đúng vậy. Câu 3 làm rồi nè, chữ yes nè con. Yes. Câu số 5 điền từ gì? Is, đúng không? Rồi, ok. Rồi, bây giờ nhìn hình nè. Nhìn cho hình em cô. Rồi, picture 1, hình số 1. Where is your brother? Where is your brother? A, he's in the bathroom. He in the dining room. Rồi, nhìn cái hình này coi, cho cô biết cái hình này là bathroom hay là dining room đây. Sao Huy? He in the bedroom. Okay, why do you chose bathroom? Why do you chose A? Tại sao con chọn the bathroom nè? What do you see in the picture? Tại vì bên kia nó có là phòng ngủ. Hình bên đây là phòng ngủ ha. Rồi, phòng ngủ thì con thấy gì trong phòng ngủ nè? Liệt kê một số đồ vật ấy. Tell me something about the picture. In the picture. Rồi, con thấy gì trong cái hình này? The bed. Thấy gì? The bed. Yes, the bed. Rồi. The window. The windows. Cái gì nữa? The chair. Okay, the chair. And? The towel. The gì? The towel. The gì con? The towel. To lên, nói to lên cô mới nghe. The picture. Hmm? The picture. Okay, the picture. Okay, the pictures. Okay, very good. And cái gói ha, cái gói thì chúng ta sẽ đọc the pillow ha. Okay, quan trọng là chúng ta thấy được hai vật đó là the bed and the pillow. Đó là cái giường và cái gói ha, là chúng ta sẽ đoán được ngay đó là phòng ngủ. Rồi, đáp án là đã câu, câu A ha. Okay, good. Án là câu A. Rồi, cái này cô án không được rồi. Bây giờ cô, rồi bây giờ câu số 2 nha. The picture 2. Rồi, chọn từ nào đây? Nhìn cái hình này coi. A. My father goes to work by car. My sister goes to work by car. Rồi, chọn đáp án nào? Chọn đáp án nào đây, Phương Mai? Đáp án A ạ. Đáp án A, tại sao nè? Why? Bởi vì thì anh bố chứ không phải là đúng rồi. Chị gái. Rồi, ok, very good. Rồi, bây giờ chúng ta picture 2, picture 3. Picture 3. A, the dog is on the table. B, the dog is under the table. Rồi, đáp án nào đây bạn? Bạn nào biết? Minh Ngọc. Under.
là đáp án gì nè? Nguyên câu ra chứ. Bi à. Nguyên câu đó ra. The dog is under the table. Ok, chính xác. Rồi, bây giờ nha. Bài số 5. Số 5 đây. Rồi, điền từ còn thiếu cho ha. Rồi, mấy bạn đánh vần cho cô. Rồi, Minh Ngọc đây nè, số 1. Kitchen. Kitchen. Rồi, điền cho cô từng từ vô đây rồi. Đánh vần ra, đọc từng chữ cái cho cô. Tiếp gì nữa nè? K-I-T-C rồi gì nữa nè? Minh Ngọc quên rồi đúng không? Đọc từng từ ra co cho cô nào. Rồi ok, next. Number 2, hình số 2. Hình số 2 là bạn nào đây? Hình số 2, Phương Linh. Phương Linh với Quỳnh có tập trung thì nghe cô sửa bài không? Hay là hai con lo chơi đó? Con ngư môi của hai là Frisbee. Rồi. Rồi, chính xác. Đến vần ra. Con ngư cô gọi chữ F ạ. Chữ F. À, chữ F. Tiếp. Chữ R. Chữ R. Rồi tiếp theo. Chữ B ạ. Chưa đúng. Chữ B. Ok. Chữ I. Chữ I chứ. À, chữ I. Rồi tới chữ S. Rồi tới chữ gì đây? Chữ P nha. Chữ P dạ. Rồi tiếp chữ này. Chữ I. Rồi ok good. Rồi number 3. Number 3. Mình số 3. Hương Mai. Sauce. Shock. Rồi đánh vần ra cho cô. H. Yes. H. O. O. T. T. S. S. O. H. O. R. T. S. Okay. Rồi, number 4. Number 4. Quỳnh. P. O. A. T. Rồi, okay. Rồi, coi như cô vừa sửa đề cho các bạn xong ha. 45 phút rồi, ok. Bây giờ các bạn đã vừa học xong cái cuốn Family and Friends số 2 ha. Hôm nay thì cô sẽ dạy các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu học qua chương trình mới nha. Hôm nay là bữa đầu tiên học về sách mới là sách sách lớp 3. Đúng rồi, sách lớp 3. Hả? À, con đi vệ sinh ạ. Con đi vệ sinh nhé. Rồi, sách lớp 3 thì chương trình thì nó sẽ cái sách này thì nó hơi khó hơn. Bởi vì lớp 3 mà đúng không? Lớp 3 thì cái từ vựng nó sẽ nhiều hơn và một số câu thì nó sẽ khó hơn, nhưng mà không sao ha. Rồi, học thì từ từ, học khó thì chúng ta mới nhanh giỏi được ha. Rồi ok. Đây.
Đây là cái giao diện đây nè, đây là cái bìa sách nè các bạn. Đây là chương trình Family and Friends 3 Class Book Oxford ha, sách của Oxford. Oxford rồi là một cái thành phố của nước Anh nha các bạn. Rồi tiếp. Ở đây thì trong cái bài này, trong cái cuốn sách này thì chúng ta có bao nhiêu đề bài? Có 15 cái unit ha, 15 bài. Chúng ta có 15 bài và một bài starter là 16 bài nha. Bài starter cô sẽ tính cho một bài luôn là 16 bài ha. Thì trong cái cuốn này thì nó có quyển 1 với quyển 2. Thì chúng ta bắt đầu sẽ học quyển 1 trước. Rồi. Cái từ vựng của nó cũng rất là nâng cao nha mấy bạn. Từ vựng cô nghĩ là từ vựng khó đấy. Nó khó rồi, cuốn sách cũ rất là nhiều, cuốn Family and Friends National Edition rất là nhiều. Rồi, bây giờ nha. Cô cùng cô kiểm tra một cái về syllabus để đề cương ha. Rồi, bài đầu tiên là bài starter, chúng ta sẽ học về chủ đề gia đình. Gia đình. Đây. Starter là chủ đề. My family là chủ đề về gia đình. Rồi những cái từ này các bạn đã học rồi nè đúng không? Bây giờ cô ôm lại thôi ha. Rồi các bạn có sách chưa? Các bạn đã mua sách chưa? Nếu bạn nào không có sách thì các bạn nhìn vào trên màn hình nha. Mẹ con in. Ừ, rồi ok. Rồi bây giờ các bạn nào chưa có sách thì nhìn trên màn hình cho cô. Rồi những cái từ này là chủ đề về gia đình. Rồi bạn nào? Đâu Minh Ngọc? Minh Ngọc in hết sách chưa hay con in từng tấm vậy? Con in sách rồi. Sao nó rời rạc vậy? Sao không đóng lành một cuốn cho dễ? Sao con biết được? Con kêu mẹ em đóng thành một cuốn sách đó, cho dễ. Như vậy nè, đóng thành một cuốn sách như vậy nè. Chứ để rời rạc thì nó sẽ bị lạc mất hoặc là bị rách đó nha. Đúng. Rồi các bạn khác có sách chưa? Các bạn khác in sách chưa nè? Ok, chúng ta nên mua sách nha. Hoặc là các bạn không mua thì các bạn nhìn trên màn hình cũng được. Nhưng mà vậy thì nó sẽ... các bạn sẽ không có thể ôn bài tại nhà được. Rồi, bây giờ nha. Cô sẽ đọc một lần những cái từ này. Rồi các bạn sẽ đọc lại ha. Grandma. Grandma. Grandpa. Grandpa. Mum. Dad, aunt, aunt, uncle, brother, sister, cousin. Ok, ở đây thì cô có mấy từ mới cho ta? Có 3 từ mới đúng không? Là aunt, aunt, uncle và cousin. Đúng rồi, aunt nghĩa là gì? Mợ, thím ha. Aunt là gì? Mợ, thím. Uncle nghĩa là gì? Bác, cậu ha, bác, cậu, chú này kia. Ok. Cousin là em họ ha. Anh em họ, chị em họ, trai gái đều anh trai gái gì mình cũng gọi là cousin hết ha, mình không phân biệt giới tính. Cái này kia là anh họ ha, họ hàng. Không phải là anh em ruột nha. Anh em ruột thì chúng ta không gọi là cousin nha các bạn. Anh em ruột chúng ta không gọi là cousin. Rồi. Gọi brother. Đúng rồi, anh em ruột thì chúng ta gọi là brother, sister. Ok. Hoặc là họ hàng thì chúng ta cũng thể gọi là brother, sister đều được. Nhưng mà chữ cousin này chúng ta không gọi là anh em ruột được. Ok. Rồi. Đây là cái gia phả của một gia đình này các bạn. Đây là gia phả của một gia đình, là cái dòng họ ha. Đây, ông bà có 2 người con. Đây, 2 người con này là một người con trai và một người con gái. Người con trai này kết hôn với một người thì ra 2 bạn. Sinh ra 2 bạn, đó là bạn Max và bạn Holly. Bạn Max, Holly. Đây, và người con gái này cũng kết hôn với một người khác. Sinh ra 2 người con luôn là Army và Leo. Ha. Army và Leo. Cái này chúng ta không đọc là Leo nha. Các bạn chúng ta đọc là Leo. Leo. Ok. Rồi. Rồi bây giờ cô chỉ từng người ha.
Rồi cô sẽ cho các bạn đọc. Rồi, đây là grandma. Grandpa. Ok. Đây. Đây là mother, nếu như chúng ta sẽ nói là mom, dad. Ok, mom, dad. Mass. Ok. Holly, Amy, Leo. Rồi bây giờ một bạn đọc lại cho cô nè. Minh Ngọc. Minh Ngọc đọc cho cô từ này trên này coi. Cái đó cứ cho anh đọc bằng Kelsey. Sister. Brother. No, 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 no. Con đọc từ đây ha, từ trái qua phải nha. Trái. Grandma. Grandpa. Mom. Dad. 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 Aunt. 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 Tiếp theo. Aunt, uncle. Aunt, uncle. Okay. Brother. 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 Sister. 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 Cousin. 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 Ok, cousin. Rồi. Rồi, mấy bạn nghe aunt này có nghĩa là gì nè Minh Ngọc? Aunt có nghĩa là gì? Là mợ với bác ạ. No. À, mợ với bác, đúng rồi. Bác gái nha, là bác gái nha. Aunt là chỉ là người bác. Cô, dì, thím, ha, bác gái ha. Ok. Rồi, uncle. Uncle nghĩa là gì? Uncle có nghĩa là bác cậu. Bác trai nha, bác trai. Cậu. Ok, chú nữa ha. Ok. Rồi, cousin. Cousin có nghĩa là gì? What does this mean? Anh họ, em họ. Ok, good. Rồi, tiếp bạn khác đọc bài cho cô Phương Mai. Grandma, grandpa, mom, dad, aunt, aunt, aunt. Tiếp. Từ này mình đọc sao nè? Từ này mình đọc là uncle. 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 Đúng rồi, uncle. Brother. 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 Sister. Cousin. Cousin. Okay. Rồi, aunt này có nghĩa là gì nè, Phương Mai? Bác và cô. Cô là gì ạ? Chỉ người nữ nha, chỉ bên người nữ, chỉ về người nữ ha. Uncle là gì nè con? Là bác, cậu, chú. Chỉ bác trai nha. Rồi, bác gái nè, gái, bác gái nè, cô, mợ, thím, dì. Ok.
Rồi, uncle là chỉ bác trai. Các bạn ghi chú vào tập của mình đi ha, để các bạn quên đó. Bác trai, chú, cậu. Rồi, chỉ về đàn ông ha, chỉ về những người bà con bên, về người nam đó. Rồi, person là anh em họ. Anh chị em họ, anh chị em họ hàng, chứ không phải là anh em ruột nha. Ô, sao nó mất rồi nhỉ? Ok, rồi Giáo Huy đọc bài cho cô nè. Giáo Huy. Grandma, grandpa, mom, dad, aunt, uncle, brother, sister, cousin. Đúng rồi, person. Rồi, bạn Phương Linh. Bạn bắt cửa chế nào cô? Ờ, đúng rồi con. Grandma, grandpa, mom, dad. Dad. Rồi gì nữa? Từ dưới. Ông chết. Không phải con, cô đang đọc lại giùm con đó. Rồi, ý là bây giờ con đọc từ này là sao? Aunt. Aunt. Đọc là aunt nha, aunt. Aunt. Rồi, từ này. Uncle. Uncle. Yes, uncle. Tiếp theo. Brother. Sister. Brother. Sister. Cousin. Ok. Rồi, bạn Phương Linh đọc lại cho cô ba từ này nha. Aunt. Uncle. Person. Cousin. Ok, cousin có nghĩa là gì Phương Linh? Cousin là chú á. Không, cousin mà. Cousin nè, từ bên đây nè. Cousin là bác à, bác trai. Không phải con. Đây, chú bác trai là uncle. Đây, chú bác trai gọi là uncle nè. Nè, uncle. Bác gái thì là aunt. Rồi, lộn à, rồi. Thím đúng không cô? Bác gái, cô, mợ, dì, thím, tất cả những cái người bà con mà người nữ nha, thì mình gọi là aunt nha. Bác trai thì mình gọi là uncle. Rồi, cousin nghĩa là anh em họ. Anh chị em họ là cousin. Rồi. Rồi nhớ nha, ghi vào tập cho nhớ nha. Rồi. Rồi Quỳnh. Grandma, grandpa, mom, dad. Mom. Để xem mà mom. Uncle. Father, sister. Cousin. Ok. Rồi, hỏi nha. Aunt có nghĩa là gì?
Dạ. Aunt có nghĩa là gì? Aunt là bác gái. Cô chị gì ạ? Cousin là bác trai chú ạ. Không phải. Cousin mà. Anh em họ. Rồi. Ok. Rồi. Ok. Rồi nha. Bây giờ cô chỉ từng hình nha. Cô chỉ từng người. Rồi. Bây giờ cô chỉ nha. Cái này gọi là gì đây? Người ta chỉ chắc thấy thôi, nhưng mà người ta gọi là mẹ đấy. Rồi, hai bạn Phương Linh với Quỳnh Tắc Bích nè. Rồi, bây giờ nha, cô chỉ từng hình cho các bạn trả lời giùm cô ha. Rồi, đây là gọi là gì đây? Người này, chúng ta gọi là gì đây? Xét về Holly ha. Bạn Holly thì bạn Holly gọi người này gọi là gì? Là Dad. Đúng rồi. Nên xét về bạn Holly thì chúng ta sẽ gọi người này là Dad. Dad là bố ha. Rồi xét về bạn Army. Bạn Army thì bạn Army sẽ gọi người này gọi là gì đây? Bạn Army sẽ gọi người này gọi là gì? Các bạn? Under. Sao bạn nào mới nói đó? Bạn Minh Ngọc. Rồi Minh Ngọc, Army sẽ gọi cái người này gọi là gì Minh Ngọc? Gọi là bác trai ạ. Đúng rồi, bác ha, chúng ta sẽ gọi là gì con? Gọi là Under. Không phải Under nha, Under là phía dưới. Từ Under có nghĩa là phía dưới, ở dưới ha. Cái này gọi là Uncle. 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 Ok, rồi, ok, very good. Đúng rồi ha. Rồi bây giờ nha, người này. Xét về người này cái nào. Rồi người này. Rồi người này thì bạn. Người này thì bạn Max. Bạn Max sẽ gọi là gì đây? Bạn Max sẽ gọi người ở trên. Grandma là bà nội. Là bà nội, chính xác rồi. Bà nội thì mình sẽ nói là gì đây? Grandma. Đúng rồi, grandma. Grandma. Rồi, hai bạn bạn Leo gọi bà này là gì đây? Là grandma, bà ngoại ạ. Đúng, bà ngoại gọi là grandma. Rồi, ok. Rồi, bây giờ nha. Giờ cô sẽ phanh bạn nào đây ta? Rồi, bây giờ cô sẽ phanh bạn Leo. Rồi, xét về bạn Max đi. Bạn Max sẽ gọi bạn Leo bằng gì? Bằng bạn Max gọi. County. Person. Person. Ok, đúng rồi, là anh họ anh em họ em ha. Đúng rồi, em họ. Em họ thì mình sẽ gọi là cousin. Tiếp. Rồi, bạn Holly. Holly sẽ gọi Max là gì đây? Holly đâu? Holly bạn Holly. Max. Holly nè. Gọi bạn brother. Brother. Holly gọi bạn Max là gì? Cousin. Cousin. Đâu brother. Phải con. Brother. Holly nè, bạn Max là bạn này. Bạn Max nè, thấy tên không? Đây, cô chưa quanh nè. Quanh. Rồi, bạn Holly. Gọi là gì đây? Đúng rồi, brother. Yes, brother. Hoặc là sibling. Có cái từ này là từ để chỉ anh em ruột nè các bạn. Sibling. Sibling. Sibling có nghĩa là anh em ruột của mình ha. Cousin nó đối nghĩa với từ cousin đó bạn, là anh chị em họ nha. Rồi, từ này cô chỉ cho các bạn thêm để các bạn biết thôi, chứ không có trong sách. Rồi, bây giờ bạn Holly sẽ gọi bạn Leo bằng gì? Bạn Holly sẽ gọi bạn Leo.
em họ. Em họ ha, thì tiếng Anh là gì con? Mình nói thằng tiếng Anh cho quen nè. The cousin. Person. Đúng rồi. Rồi bây giờ bạn bạn Leo gọi bạn Army là gì? Gọi Leo gọi Army là sister. Đúng rồi, sister. Sister hoặc là sibling nha, nhưng mà thường chúng ta gọi sister. Rồi ok. I think that's enough. I think that's enough. Rồi bây giờ nha, chúng ta sẽ các bạn ở đây cô có những cái câu hội thoại nè, mấy bạn sẽ điền tên vào ha. Thứ hai có nghĩa là holy. Rồi số 1 nè, số 1 làm người ta làm mẫu rồi cho mình rồi. Leo. Đúng rồi, Leo. Là... rồi. Holy. Thứ hai là bạn nào? Holy hả? Holy. Tại sao con? Tại sao Holy nè? Tại sao chọn Holy? Thế dấu hiệu nào? Mark is a brother. Là anh em ruột. Anh trai của tôi là Mark. Rồi, đúng rồi, các bạn giỏi lắm. Chính xác. Con cứ con là con cứ cầu nguyện là để con biết. Cái gì? Không biết con biết. Con biết để cho con có cái vợ này. Rồi con không có vợ thì con chuẩn bị ha. Mình học thì mình nên chuẩn bị sách ha, sẽ học tốt hơn. Rồi Holy. Như bạn Minh Ngọc nè, bạn Minh Ngọc rất là chuẩn bị rất là kỹ luôn, có vợ luôn, in sách ra luôn. Rồi Holy ha, rồi điền Holy vào đây nha. Rồi một bạn đọc lại cho cô nè, đọc cho cô câu này. Bạn nào muốn đọc? Minh Ngọc đi. Con thưa cô cho đọc bài. Hi, I'm Holy. I'm 7 months. It's my brother. He is 9. Okay. Chữ này mình đọc là his ha, người ta viết tắt nè, chừng nào người ta không viết tắt thì mình mới đọc là he ha. Này người ta viết tắt là mình đọc là his night. His night. Night. His night. Okay. Rồi. Tiếp bạn nào muốn đọc nữa nè. Phương Mai đọc cho cô bạn Holly đi. Hi. Honey, I'm 7 months. Is my brother. He's nine. Okay, rồi đúng rồi ha. Rồi number 3, số 3. Số 3 rồi, Phương Linh điền tên bạn nào trong đây nè. Con đưa cô con điền từ Phương đi đây rồi. Con điền từ Amy. Con điền từ Ami ạ. Con điền từ Ami đúng không? Vâng. Con điền từ Max. Ai điền từ Max nè? Con điền từ Max. Phương Mai điền từ Max. Bạn Phương Linh điền Army. Giang Huy điền từ nào? À, con điền từ Max. Phải không? Chắc không nè. À chưa. Con điền từ Amy. Giờ suy nghĩ nè. Con cháu chẳng Amy. Ok, Amy. Giờ chúng ta có hai từ là Leo với Holy đã điền rồi đúng không? Holy với Leo điền rồi. Bây giờ còn một trong hai người là Max với Amy. Thì bây giờ chọn Amy hay là Max đây? Amy. Rồi, Gia Huy, con dòng từ nào? Amy.
Rồi, cô hỏi bạn Gia Huy thì Gia Huy bật mic lên trả lời cô. Rồi, Ami. Ok, Phương Mai con chọn lại đi, con chọn lại thử sao. Chắc chắn là Max hay là Ami nè. Ami. Ok, đáp án là Ami nha. Yeah. Rồi. Ê, không có làm, không có liêu liêu bạn. Có gì đâu thì bạn ai mà trả sai đúng không? Cuối cùng là Max à cô? Đúng rồi, cuối cùng là Max. Tại vì sao? Tại vì sao là Max nè? Tại vì các bạn phải, khi mà các bạn đọc câu này các bạn không biết là ai thì các bạn phải nhanh trí là các bạn phải đọc tiếp theo câu số 2. Ở câu cuối cùng mình sẽ tìm được thông tin đúng không? Đây, câu này đề gì đây? Her's name, I have got a sister. Tôi có một người em gái ha. Và tên của cô ấy là Holly. Thì Holly là em gái của bạn Max đúng không? Thì mình sẽ suy ra là cái hình số 3 này là Ami rồi đúng không? Nha, khi các bạn đọc một cái câu nào mà các bạn chưa chắc chắn thì các bạn nhanh trí đọc câu còn lại thì các bạn sẽ tìm ra thông tin thôi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ số 3 nè. Bạn Phương Linh đọc cho cô câu số 3 đi. Cô câu số 3. Anh xin cô cho con đọc. Hi, I'm Amy. I have got. I have got. A grandma and a grandpa too. I have got an I have got an aunt and an uncle. And I have got two cousins. And I have got two cousins. Đọc tiếp. Two cousins. Ok. Rồi, câu số 4 nè. Câu số 4 mời bạn đọc cho cô. Phương Mai đọc cho cô câu số 4 đi. Hello, I'm Miss. I've got a sister. Her name is Honey. She's 7. Vegas to I got two cousins. I got two cousins. Her name are Amy and Leo. And Leo. Okay, Leo. Rồi. Đây. Rồi, câu số 1 hồi nãy không chưa các bạn nào đọc nè. Bây giờ bạn Gia Huy đọc cho cô đi. Gia Huy đọc cho cô.
Hello, I'm Max. Hello, I'm Leo. Hello, I'm Leo. Leo. Hello, I'm Leo and I'm 11. I'm with my sister. We got a big family. Okay, we have got a big family. Rồi, bây giờ nhé. Bây giờ các bạn vừa đọc xong rồi. Bây giờ bạn Quỳnh nữa. Bạn Quỳnh chưa đọc đúng không? Bạn Quỳnh đọc cho cô câu của bạn Holly đi. He am Holly. Hi. Am Hi. Hi. Am Holly. Am 7. In my pool. No, Max is my brother. Max is my pool. Brother. 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 No, he is brother. 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 Okay. He's nine, okay. Rồi bây giờ các bạn dịch bài cho cô nha. Dịch bài cho cô. Dịch cái câu này coi nào. Câu này nói gì? Câu của bạn Leo nè. Bạn nào dịch được cái đoạn của bạn Leo? Minh Ngọc dịch cho cô nè. Câu đầu tiên dịch à. Câu của bạn Leo. Câu đầu tiên số 1 này con. Leo là xin chào, tôi là Leo và tôi 11 tuổi. Ami là em gái của tôi. Sao nữa nào? Em ấy to nhất nhà. Sao? We have got a big family. Có nghĩa là sao? Chúng tôi có một gia đình biết là gì? Gia đình to. Đúng rồi, chúng tôi có một cái gia đình to lớn ha. Rồi, tiếp. Tiếp nào, dịch cái câu của bạn Holly rồi. Bạn nào dịch ra câu của bạn Holly được? Bạn nào, raise your hand, giơ tay lên. Giơ tay lên. Rồi, Phương Mai. Xin chào, tôi Holly. Tôi là Holly. Tôi là Honey. Tôi bảy tuổi. Chính xác. Max là anh trai. Max là anh trai của tôi. Mai có nghĩa là anh trai của tôi. Max là anh trai của tôi. Max là anh trai của tôi. Anh ấy thì Max is my brother. He is 9. Anh ấy nhiêu tuổi? Đây là anh ấy bao nhiêu tuổi? Không, he's 9 là anh ấy bao nhiêu tuổi? Con cô hỏi con á, nhìn coi he's 9 nhiêu tuổi đây? Sao vậy ta? Chữ 9 nè, học rồi mà, số mà thì... à 8, 9 9, tuổi. 10. Yeah, 9 tuổi. Tuổi. Đúng rồi, Max thì 9 tuổi, anh ấy thì 9 tuổi. Rồi, dịch câu của bạn Ami đi. Bạn nào dịch câu của bạn Ami được nè. Sa Huy đi, cô mời bạn Sa Huy.
Xin chào, tôi là Amy. I got, I have got, có nghĩa là tôi có ha các bạn. Chỗ này chúng ta dịch là tôi có. Tôi có ông ngoại và bà ngoại và ông ngoại. Sao nữa nè? I have got là tôi có gì nữa? Tôi có gì? Tôi có aunt. Tôi có gì đây? Cậu mợ, đúng không? Tôi có cậu và mợ. Ở chỗ các bạn thì kêu là có gọi là cậu mợ không hay gọi là bác? Gọi là cậu mợ ạ. Rồi. Bên nội thì chúng ta mới gọi là bác đúng không? Bên ngoại chúng ta gọi là cậu mợ đúng không? Rồi ok. Rồi bạn Gia Huy đâu rồi? Dịch tiếp đi con. Chưa xong mà. Dạ tôi có hai anh em họ. Đúng rồi, và tôi có hai người anh em họ. Rồi ok, đoạn số 4. Đoạn số 4 bạn nào dịch được? Phương Linh dịch cho cô đoạn 4 đi Phương Linh. Hello cô là hello. Amas là xin chào, tôi là Mas. Tôi có một chị gái, có một em gái. Sao nữa? Cô ấy tên Holly. Tên của? Cô ấy 7 tuổi. Ok. We have got two persons. Có nghĩa là sao? Là... Chúng tôi có? Chúng tôi có hai cô chú ạ. Person mà person gọi là gì? Tôi có hai bác ạ. Person là anh em họ nha. Tôi có hai anh em họ ạ. Ok rồi. Their names are Army and Leo. Tên của họ là? Tên của họ là Amy và Leo. Ok. Rồi, bạn Quỳnh có dịch không nè? Quỳnh có muốn dịch không? Đi. Dịch cho cô đoạn 1 đi nào. Bạn Leo nè. Câu 1 nha. Con tên cô là, xin chào, tôi là Leo. Tôi 11 tuổi. Chị gái. We got a big family. We have got a big family. Nghĩa là sao? We have got a big family. Nghĩa là sao nè? Chúng tôi có một. Chúng tôi có một gia đình ạ.
Chúng tôi có một gia đình to ha. Rồi. Bây giờ các bạn lấy tập ra giùm cô. Lấy tập ra, ghi cho cô một số từ vựng về nhà, coi lại bài để hôm mai không nhớ gì. Nha, lấy tập ra nè. Rồi. Còn 4 phút nữa ha, chúng ta ghi một vài từ vựng rồi chúng ta nghỉ nha. Hôm nay chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta nghe nhạc rồi. Hôm sau ha, hôm sau chúng ta sẽ nghe nhạc. Rồi, ghi một số từ vựng cho cô. Ghi nhanh ha. Rồi các bạn ghi đi nha. Rồi, có 5 từ thôi. Con xong rồi cô. Rồi, con xong rồi ha. Ai xong có thể out lớp nha các bạn. Bạn nào xong? Oh, sorry. Cái này cô cũng đã đọc cho các bạn nghe rồi ha. Ngày mai cô đọc lại một lần nữa ha. Rồi, bạn nào ghi bài xong rồi các bạn có thể out. Goodbye. Goodbye.
Bạn nào xong thì nói cô ơi con xong rồi thì out lớp. Ok. Rồi, goodbye.